mạng 5G. Theo Fast Company, một nguồn tin am hiểu kế hoạch phát triển sản phẩm của Apple khẳng định, gã khổng lồ xứ Cupertino đặt lịch trình sản xuất modem 5G vào năm 2022. Cách đây 6 tháng, Apple đã ký thỏa thuận mua linh kiện quan trọng này từ nhà cung cấp Qualcomm. Tuy nhiên họ vẫn giữ ý định tự đảm bảo nguồn cung trong tương lai. Công việc có phần khó khăn vì đây là lần đầu tiên quả táo sản xuất modem. Họ phải bắt đầu với khâu thiết kế, chế tạo các bản mẫu. Công việc tiếp theo là quá trình thử nghiệm kéo dài và xin cấp chứng nhận hợp chuẩn. Modem 5G cần hoạt động tốt trên nhiều hệ thống mạng khác nhau, tuân thủ các tiêu chuẩn toàn cầu và vượt qua nhiều bài kiểm tra trước khi Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ chấp thuận, thậm chí một số thành viên tham gia dự án cũng không dám chắc quá trình phát triển diễn ra trong bao lâu, do đó, không loại trừ khả năng đến 2023 modem 5G của Apple mới có thể sẵn sàng ở quy mô thương mại. Vào tháng 7 vừa qua, Apple chi 1 tỷ đô la Mỹ để mua lại bộ phận phát triển modem di động của Intel. Động thái này thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc tự đảm bảo nguồn cung modem 5G cho các thiết bị của họ. Thương vụ bao gồm hàng nghìn bằng sáng chế công nghệ không dây và 2.200 nhân viên. Dựa trên những thông tin được cung cấp, Digital Sense dự đoán rằng modem 5G độc lập của Apple sẽ xuất hiện vào năm 2022, một năm sau nó được tích hợp thẳng vào sóc. Trước mắt, dòng iPhone 2020 sẽ dùng modem 5G của Qualcomm theo một hợp đồng dài hạn được ký hồi tháng 4, chính chủ tịch Qualcomm, Cristiano Amon khẳng định apple phải mất thời gian khá lâu để tự sản xuất được linh kiện này